Chào các bạn, tên tôi là Quân Nguyễn. Đây là bài số 11 của WebGL và TrueJS. Đề tựa bài hôm nay là Shadow hay là bóng. Trong bài này thì mình sẽ một vật gì đó và mình sẽ lấy một ánh sáng hay là hai ánh sáng chiếu vô vật đó và bạn sẽ thấy hình bóng của vật đang di chuyển ở đây. Ở đây thì tôi vẽ, bạn cứ tưởng tượng đây là mặt trời, nó đi vòng vòng và nó sẽ chiếu vô hộp này. Và khi lên đây, bạn sẽ thấy nó làm cái bóng này không? Khi lên đây, bạn sẽ thấy bóng. Việc đầu tiên hay bài đầu tiên là tôi muốn vẽ mấy cái trục cho 3D. Ở trong đây bạn có X direction, Y direction and Z direction. Và tôi có ba cái bảng, bảng màu đỏ đó thì là Y bằng 0, X mới là Z bằng số gì đó, nhưng mà Y phải bằng 0. Còn bảng màu xanh này đó thì tôi có Z bằng 0, X mới Y bằng gì mà Z phải bằng 0. Còn bảng màu xanh là bầu trời này đó thì tôi có X bằng 0, Z mới Y bằng gì? X bằng 0 cho bảng xanh. Bảng đỏ thì cho Y bằng 0. Còn bảng xanh lá cây thì cho bằng Z bằng 0. Chỗ điểm mà ba bảng đỏ, xanh lá cây và xanh bầu trời đụng nhau đó là origin, là có vị trí 0, 0, 0, nghĩa là X bằng 0, Y bằng 0, Z bằng 0. Trong bài đầu tiên tôi sẽ vẽ cái trục này trước. Đây là lập trình cho bài số 1, vẽ cái trục bằng 3D. Trong đây đó thì tôi xài cái axis helper là sẽ tạo ra hình này đây. Và chiều dài là bằng 300. Còn đây đó thì tôi vẽ, tôi để cái camera ra là tôi để ở vị trí 400, 400. Thí dụ mà tôi để 200, bạn sẽ thấy, bạn thấy nó đổi tùy theo cái camera, vị trí bạn để chỗ nào bạn sẽ thấy hình thù khác nhau. Việc kế tiếp đó là tôi muốn vẽ một cái bảng màu xanh này, nó giống vậy đây. Trong bảng này đó thì mình sẽ có Z bằng 0, X bằng số gì đó, Y bằng số gì đó, X bằng số cộng, Y bằng số cộng. Ở trong lập trình thì tôi có cộng thêm 4 câu này đây. Việc đầu tiên là tôi sẽ xài plane geometry bằng chiều ngang 200 và chiều dài 150. Và tôi sẽ để màu xanh cho nó. Và tôi phải đổi vị trí, nếu mà tôi không đổi, để cái này đổi vị trí nó thì bạn sẽ coi nó sẽ nằm dưới đây, nghĩa là cái trung tâm của cái bảng xanh này đó là bằng 0 0 0. Nếu mà tôi mà bạn mà muốn mang nó lên giống lúc nãy đó thì bạn phải để đổi vị trí nó một chút. Việc kế tiếp tôi muốn làm đó là tôi muốn vẽ cái bảng đỏ này đây. Trong bảng đỏ này thì mình sẽ có Y bằng 0, X sẽ bằng số gì, Z bằng số gì. Nhưng mà Y phải bằng 0. Trong lập trình thì tôi vẽ cộng đây 4 câu. Đây là plane X,
Geometry là tôi xài mấy cái bảng kích thước nó giống nhau. Và đây tôi cho nó màu đỏ. Trong plane X ấy, tôi phải rotate nó in X direction 90 độ. Nó mới quay về đây. Thí dụ mà tôi mà không quay, tôi mà không có rotate đó, thì bạn sẽ coi. Nó giống tấm xanh này thôi. Đó. Ở đây tôi phải quay nó xuống. Để tôi xóa này đi luôn cho bạn coi. Đó. Khi tôi quay thì cái trung tâm của bảng đỏ này là cũng là trung tâm của cái trục zero. Nên vậy tôi phải mang đổi vị trí nó một chút. Việc kế tiếp đó, tôi sẽ vẽ cái cube này vô. Đây, tôi vừa cộng vô mấy lệnh này đây. Cho cái cube là tôi sẽ xài cube geometry. Mỗi bên là 60-60. Và tôi sẽ cho nó gray. Và tôi cộng nó vô và tôi đổi vị trí nó một chút. Nếu mà bạn để ý đó là ở đây đó, tuy rằng tôi nói nó màu xám nhưng nó màu đen. Vì lý do là tôi chưa để đèn vô thôi. Bây giờ tôi muốn làm nó, tôi sẽ để đèn vô sau, nhưng mà bây giờ tôi muốn quay nó. Tôi sẽ cộng thêm vài lệnh đây. Cube rotation tôi sẽ quay nó 3 chiều. Cube rotation Z, XYZ. Xếp nó. Bạn thấy cái cúp nó đã quay rồi. Kế tiếp là tôi sẽ lấy đèn chiếu nó. Việc kế tiếp đó thì tôi sẽ viết ra cái đèn và chiếu vô cái cúp này. Bạn thấy không? Cái cúp này đó mỗi cạnh nó có hình nó hơi khác nhau một chút. Và bạn sẽ thấy cái bóng sau đây không? Vì tôi để đèn ở đâu đây? Trước chất tôi quên, lúc này tôi có cộng cộng vô một cái function draw axis. Ở trong đây là tôi để vẽ những cái bảng xanh đỏ này đây, và tôi để nó trong đây để cho cái lập trình nó dễ nhìn một chút. Tôi cũng quên lúc nãy là tôi trong cái clip này đó thì tôi xài font material chứ tôi không có xài mesh basic material giống lúc này nữa, nên bạn thấy nó đen. Nhưng mà khi mà tôi để ánh sáng vô đó thì bạn sẽ thấy nó vậy. Đây tôi có cộng vô mà chừng đâu 10 câu lập trình. Việc đầu tiên là tôi sẽ cộng cái layer vô đèn. Tôi lấy đèn gì? Đây là đèn spotlight. Ở trong TrueJS nó có nhiều layer. Có nhiều layer hay là ánh sáng, tia sáng đó, mà nó có thể làm ra cái bóng được. Spotlight là một, directional là hai. Ở trong đây thì tôi nói tôi để layer ở vị trí nào, cái đèn vị trí nào. Và tôi sẽ nói là cast shadow through, là cái đèn này là có thể chiếu vô và làm bóng bóng được. Nếu mà tôi không để cast shadow đó thì nó sẽ không ra bóng. Và bạn phải bóng nó cái phải đi chỗ nào, như cái bảng xanh này tôi phải nói nó là cả nhận cái bóng. Đây, receive shadow. Nếu mà bạn mà để for thì nó không có nhận được. Còn bạn nói cái vật nào, cái bóng của vật nào
thì bạn phải nói là cái của cái clip show cast shadow true và cái renderer shadow map enable, vì lý do bóng nó lấy rất là CPU cycle đó, nên là bạn cẩn thận một chút khi mà xài những lệnh này. Việc kế tiếp đó thì tôi muốn làm mà một trái mặt trời này đi chung quanh vật này đây, và nó sẽ làm bóng đây, bạn thấy bóng. Đây, tôi vừa cộng vô mặt trời, tôi kêu nó là sun, là cho mặt trời, và tôi để vị trí nó đây, và đồng thời tôi cũng phải làm cái sunlight luôn, nghĩa là bạn phải làm cái mặt trời và làm tia ánh mặt trời. Bạn phải để sunlight cast shadow bằng true. Này dư rồi. Đây là cái vật này đây, và thứ hai đó là tôi phải làm tia ánh sáng để chiếu vô đây. Đó là khoảng chừng 10 câu lập trình đây, và dưới đây đó tôi sẽ quay cái bằng những lệnh này, và tôi để vị trí cái mặt trời ở đâu, và tia ánh sáng mặt trời phải tỏa ra từ vị trí mặt trời. Việc kế tiếp đó thì tôi muốn đổi hình thường clip này ra hình khác thì sao? Đây là cái torus geometry. Thì chỗ clip này nó trong khi xài cái là clip thì tôi xài torchimetry, chỉ vậy thôi. Tôi đã trình bày xong bài về Shadow. Hẹn các bạn trong video tới.